Xin chào mọi người, hôm nay thì mình có một lời phỏng vấn nho nhỏ về cái nhị oan Nghệ Tây. Thì xin giới thiệu mọi người, hôm nay là bà ruột tôi, thì bà giới thiệu cho mọi người cùng biết. Hôm nay trước tiên vào chủ đề thì tôi xin chào mọi người. Tôi tên là Nguyễn Thị Liên. Tôi hiện đã trước kia là tôi công tác ở ngành giáo dục, hiện giờ là tôi đã về hưu. Năm nay là tôi được 64 tuổi xuân. Vâng, thế thì tuyệt vời quá. Thì bác cho con hỏi là trong cái thời gian trước thì mình hiện tại là có những cái căn bệnh gì, và để mình khi mà con chia sẻ với bác về cái nhị oan Nghệ Tây này, thì ngày trước thì bác bị những bệnh gì? Tôi cũng ý kiến với tất cả mọi người là trước kia là tôi bị nhiều bệnh lắm. Tôi bị tiểu đường, huyết áp cao, rồi máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi xương khớp. Và thế thì trong cái thời gian mà thì bá giờ là cũng trải nghiệm nó được hơn 2 tháng nhỉ. Thì sau khi cái sự trải nghiệm của bá thì bá cảm giác như thế nào? Cơ thể mình và những cái căn bệnh của mình như nào? Thế qua sử dụng cái sản phẩm nhị oan Nghệ Tây thì tôi thấy là cơ thể tôi trước tiên là tôi thấy ăn ngon, ngủ ngon, rồi các cái bệnh. Tháng vừa rồi tôi đi khám tất cả cơ thể thì tôi thấy là máu nhiễm mỡ là không còn nữa. Thế chỉ còn gan nhiễm mỡ còn một chút chứ không tăng như trước. Thế rồi thì về cái dây thần kinh của tôi là cũng được cải thiện. Trước kia là tôi đi nó lại khó khăn. Bây giờ là tôi đi lại là thấy nó dễ dàng hơn. Nhìn chung là cái sản phẩm này tôi thấy uống là tốt, nó thanh lọc được các cái loại bệnh trong cơ thể, là dần dần được hoàn thiện hơn. Thế nhưng mà bình thường là trước này con bảo bác là mỗi ngày là dùng là 15 sợi, thì bây giờ là mỗi ngày là tăng lên chắc là 40 sợi, 50 sợi. Bây giờ là trước kia là tôi dùng theo mới đầu chỉ dẫn là từ 15 đến 20 sợi, nhưng bây giờ tôi có thể dùng gấp đôi rồi, hơn gấp đôi, tức là từ 4 đến 50 sợi. Có khi là tôi pha tôi uống xong tôi còn nhai tôi nuốt hết cả cái nhị oan đó, rất tốt cho cơ thể. Thì đúng thật ra là cái về cái nhị oan Nghệ Tây này thì nó có rất chi là nhiều công dụng tốt, và con cũng cảm thấy thật sự là rất chi là vui mừng. Tại vì khi những cái căn bệnh của bá thì Saffron nhị oan Nghệ Tây này đã giúp cho bá là hỗ trợ điều trị. Thì hiện đến lúc mà khi con cũng bất ngờ hôm nay con cũng bảo là cái chỉ số, tất cả các chỉ số về cả huyết áp cao, về huyết áp cao đã giảm hầu như là bây giờ là bình thường, còn máu nhiễm mỡ thì hầu như bây giờ đã hết, còn mỗi gan thì trong cái thời gian sử dụng dài nữa thì bá sẽ cảm nhận được, và con sẽ theo dõi để xem là cái tình trạng của mình là giảm được như thế nào. Thì đúng thật ra là sau 2 tháng trải nghiệm như thế, con thấy thật sự cái sản phẩm này rất chi là tuyệt vời, vừa là dành cho trẻ nhỏ đến người già, và đặc biệt nữa là bây giờ hiện tại là cuộc sống mình lại rất chi là nhiều căn bệnh, như là nếu bây giờ cái thời tiết nắng nóng thì bình thường là mọi người hay là bị đột quỵ nhiều. Thì tại sao là đột quỵ thành liên quan đến huyết áp cao? Huyết áp cao thì khi mà huyết áp cao thì đã cao lên thì mình có khi mình đột quỵ xuống thì mình có thể bị vỡ mạch máu não và có thể mình đi ngay. Thì riêng về cái nhị oan Nghệ Tây thì giúp mình vừa tăng cường sức khỏe, vừa cải thiện được những như là rất nhiều cái. Thì đúng thật ra là cái trải nghiệm như thế đấy thật sự tuyệt vời. Thì đúng thật ra là bá có cái điều gì cảm nhận nó tốt hơn đấy. Tóm lại là qua cái dùng Saffron nhị oan Nghệ Tây này, tôi hiện nay là về huyết áp là tôi không phải dùng thuốc nữa. Thế còn này, các cái bệnh khác thì tôi thấy là nó tiến triển tốt. Riêng huyết áp là không phải dùng thuốc tây nữa. Tôi chỉ dùng cái nhị hoa nghệ tây này thôi. Bà có lời khuyên gì đến mọi người? Tôi khuyên mọi người là như trước kia là tôi dùng 5 gram, giờ tôi lại mua thêm 5 gram nữa. Tôi lại mua thêm 5 gram nữa để tôi dùng. Tôi khuyên đây, cái loại này vẫn còn. Loại này vẫn còn, nhưng mà tôi lại mua tiếp thêm cái 5 gram này nữa để tôi dùng làm sao mà cho nó được liên tục, chứ không để gián đoạn. Và cái sức khỏe của mình nó sức khỏe của tôi là đã đảm bảo, cải thiện được nhiều, ăn ngon ngủ ngon, rồi mọi hoạt động đều tốt. Khuyên mọi người là nên dùng cái sản phẩm này. Thế thì đúng thật ra là nó cũng rất chi là nhiều cái công dụng tuyệt vời như vậy, thì tại sao mọi người không chia sẻ rồi giới thiệu với bố mẹ, anh chị em hoặc là mọi người thân trong gia đình mình để sử dụng tây? Và đúng thật ra là cái nói về đến cái nhị hoa nghệ tây này cũng thật ra nó cũng rất tình cờ như được cái, thì khi từ những cái người thân ra trong gia đình mà sử dụng mà đã cảm nhận tốt như vậy thì mình cũng mong là muốn mọi người cùng nhau chia sẻ tới tất cả mọi người, cộng đồng xã hội, như là chia sẻ đến lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Xin cảm ơn.